Anh nhanh cái tay lên, cáo rồi đi à. Hoàn thành nhiệm vụ thứ hai. Đã lại rồi. Được không, được cười. Đi xa mâm 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 mâm. Còn muốn ăn gì nè? À, ăn bánh à? No bụng là tươi ngay. Bây giờ ai sẽ phải rửa đống đồ chơi này? Ham lắm. Được rồi, không được. Vì không ai muốn làm nên sẽ phải có một người bỏ tiền ra mua máy tiệt trùng cho con. Con chọn đi. What? Nhất máy. Máy gì to vậy? Tên nó dài lắm. Máy tiệt trùng UVC Black King 2 Fast Baby. Lõi thép không gì siêu gương. Chọn mãi mới thấy một cái là nó có thể tiệt trùng được mọi ngóc ngách của bình sữa này, hoặc là gặm điếu hay là đồ chơi. Tại vì là nó có thể tối đa hóa khả năng phản xạ tia UV. Tóm lại là muốn gì được đấy rồi. Thế giờ Lisa yêu bố hay là yêu mẹ hơn? Ngộ nghĩnh nhỉ? Hey.